Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri dự đoán chính xác 100%, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, lén làm điều này, được thần tài ban cho lộc lớn, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két trong tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 này. Hoan hỷ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thì nhận thấy rằng con giáp này bước vào tháng 4 âm lịch tức tháng Kỷ Tỵ thì vận trình biến động khó lường, do là tháng này chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại Thái Tuế và Nguyệt lệnh Đế Vượng. Nên các bậc thầy tử vi có cảnh báo, con giáp này cần phải tuyệt đối chú ý kẻo tiền bạc dễ đội nón ra đi, hung tinh chiếu mạng không mất tiền ở bối cảnh này thì cũng dễ mất tiền ở những thời điểm khác. Vậy nên, anh chị tuổi Giáp Dần càng cần phải tuyệt đối chú ý ở tất cả các phương diện của cuộc sống, đặc biệt là ở phương diện sức khỏe. Bởi quý cô bác anh chị ở độ tuổi này thì sức khỏe cũng chính là tài sản lớn nhất, bởi vì có sức khỏe thì chính là có tất cả. Và để quý vị có thể vượt qua được một tháng đại hạn, tức tháng 4 âm lịch một cách trọn vẹn và được bình an nhất, thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết ngay sau đây trên kênh Minh Đường Tử Vi của chúng tôi quý vị nhé. Tử vi dự đoán chính xác 100%, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, lén làm điều này, sẽ được thần tài ban cho lộc lớn, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét nứt két trong tháng 4 âm lịch. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi tháng 4 âm của anh chị tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác anh chị điểm nhanh tính cách người tuổi Giáp Dần có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Giáp Dần mệnh thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi, khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thông. Lòng tự tôn của người này rất lớn, luôn tự mình hành động, suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này, nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Sự nghiệp của những con hổ mệnh thủy trải qua khá nhiều thăng trầm, khi thăng tiến không ngừng, khi lại trì trệ không nên. Nếu có được sự giúp đỡ của nửa kia hoặc bạn bè, thì sẽ có được những bước tiến mới trên con đường phía trước. Có điều, người tuổi này nên chú ý đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi, chỉ cần bạn nguyện ý nỗ lực thì chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến bạn thất vọng. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có, nếu không bạn có thể sẽ phải mất đi người mình yêu. Khi hẹn hò, nên nói đến những chuyện mà cả hai người đều cùng có hứng thú. Những người đã lập gia đình thì nên kiểm soát cảm xúc, tránh mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai vợ chồng, dùng tình yêu để hóa giải hiểu lầm, giữ cho gia đình êm ấm, thuận hòa. Người này rất thuận lợi trong việc xin vay vốn ngân hàng, tuy nhiên, khi thực sự cần thiết mới nên dùng đến cách này, trong cơn khốn khó, rất có thể sẽ có cơ hội kiếm tiền đến bất ngờ, hóa giải mối nguy, tiền bạc dư giả có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, bắt đầu từ những món nhỏ, chớ nên để lợi danh làm mờ mắt. Tiếp theo sau đây, hãy cùng đi tìm hiểu tổng quan tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Có thiên can là Kỷ Thổ,
Địa chi tị hỏa, đặc trưng là thiên khắc địa sinh, hỏa khí thịnh, mưu sự thành bại cốt ở định nhân. Hướng tốt, hướng chính bắc, đông bắc. Ngày cát lành, ngày mùng 8 tháng 5, 9 tháng 5, 17 tháng 5 và 18 tháng 5 dương lịch. Hướng xấu, chính tây và chính đông. Ngày hung, 25 tháng 5, 27 tháng 5, 29 tháng 5 và 3 tháng 6 dương lịch. Tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, vận khí thăng trầm trong tháng mới, khiến người tuổi Giáp Dần chịu không ít thách thức. Thời điểm này, nếu không đủ bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng sẽ rất bất lợi. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dù là tốt hay xấu xảy đến. Chịu ảnh hưởng từ đồng thời cả tương hại thái tuế và nguyệt lệnh đế vượng, nên trạng thái của Giáp Dần trong tháng chia làm hai thái cực rõ rệt. Khi thì thuận lợi suôn sẻ bất ngờ, lúc lại gập ghềnh sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Điều này đòi hỏi bạn không được phép chủ quan bất cứ lúc nào. Khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt, bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng. Dù vậy, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh. Công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định, song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt. Tốt nhất Giáp Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp. Chuyện tình cảm trong tháng vẫn chưa đâu vào đâu với người độc thân, bản mệnh ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được. Nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn, đời sống hôn nhân các cặp vợ chồng khá bình ổn. Sức khỏe của tuổi Giáp Dần nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng đừng vội chủ quan, bạn nên duy trì việc luyện tập đều đặn, kết hợp ăn uống khoa học. Ngoài ra, muốn cân bằng cuộc sống, bạn nên dành thời gian để bản thân được nghỉ ngơi khi cần. Xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch về phương diện sự nghiệp nhận thấy, tháng Kỷ Tỵ có thể coi là một tháng có nhiều thử thách với người tuổi này. Vận khí lúc thăng lúc trầm, lúc tốt lúc xấu, do bị cả hung thần tương hại thái tuế và các thần nguyệt lệnh đế vượng cùng tác động, nên trạng thái của Dần cũng bị chia làm hai thái cực rõ rệt, khi thì thuận lợi suôn sẻ bất ngờ, lúc lại gập ghềnh sóng gió bủa vây không kịp trở tay. Trước hết, phải nhắc tới nguyệt lệnh lâm đế vượng ở Dần, đây là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của con giáp này đang nhận được hồi báo xứng đáng, công việc ngày càng đạt được nhiều bước tiến quan trọng, cơ hội tới dồn dập, nên hãy luôn sẵn sàng cho sự bứt phá. Một số dự án bị trì trệ hoặc gặp trục trặc trước đó được khơi thông, nhìn chung, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Có điều, đi kèm với đó là khối lượng công việc cũng tăng rõ rệt, bạn khó tránh cảm giác mệt mỏi hay chán nản, nhưng ý thức trách nhiệm khiến con giáp này không được phép bỏ cuộc nửa chừng. Cũng nhờ vậy mà công việc đã có bước phát triển rõ rệt, các hạng mục được hoàn thành nhanh chóng, căng thẳng một chút nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh qua thôi. Khả năng thích nghi của những chú hổ cũng liên tục được kiểm tra, nhất là khi công việc có dấu hiệu trước thuận sau nghịch, tương hại gây ra hung vận không nhỏ, cạnh tranh, khó khăn trước mắt vẫn còn nhiều. Hơn nữa, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng mà bạn không thể mãi né tránh. Có lúc tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến phút cuối cùng mới xảy ra vấn đề, khiến con giáp này trở tay không kịp. Thời điểm này nếu không đủ bản lĩnh vững vàng và thích nghi nhanh chóng, sẽ rất bất lợi. Hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Dù là tốt hay xấu xảy đến, chỉ cần bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ gặt hái kết quả như ý. Nhìn chung, tháng này biến động không nhỏ, công việc sẽ có nhiều thay đổi, có thể là thay đổi vị trí, chức vụ hoặc tính chất công việc. Họa phúc chưa rõ, chỉ thấy rằng nếu bạn vui vẻ chấp nhận và suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, thì mọi chuyện đều ổn. Làm gì cũng cần suy nghĩ kỹ càng, có sự chuẩn bị chu đáo, sẽ hạn chế được sai lầm, nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến bản mệnh lĩnh hậu quả khôn lường. Xét phương diện tài lộc. Xem tử vi tài lộc tuổi Giáp Dần trong tháng 4 năm 2024 âm lịch nhận thấy, công việc tiến triển tốt mang tới cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, do vận khí bất ổn nên tài lộc vẫn có sự thăng trầm, được có thể nhiều mà mất cũng không ít. Dù nguyệt lệnh lâm cung đế vượng tương trợ nhưng lại có kiếp tài án ngữ, các kế hoạch sử dụng tiền của Giáp Dần trong tháng đều cần được tính toán cẩn thận, kẻo nguy cơ mất trắng luôn hiện hữu. Tình hình kinh doanh buôn bán vẫn thu lợi đều đặn, thu nhập của bạn được đảm bảo. Tuy nhiên tài vận cũng có biến động mạnh, không tốt cho các kế hoạch mạo hiểm. Tốt nhất bạn đang làm tốt việc gì thì cứ tiếp tục tiến hành, đừng tham lam ôm đồm những lĩnh vực mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, trong tháng vẫn có dấu hiệu kẻ tiểu nhân quấy phá, vì ghen tị, đố kỵ với tài năng và thành quả bạn có, những kẻ xấu bụng ngấm ngầm tìm cách hãm hại. Do vậy,
người tuổi Giáp Dần cần hành sự thận trọng, tránh vướng vào những thị phi không đáng có, gây hao tài tốn của. Vấn đề chi tiêu cũng cần được xem xét cẩn thận, dù bạn có khả năng kiếm tiền, cũng hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu nhưng cũng bởi chi tiêu không hợp lý, nên vẫn bị thâm hụt khoản không nhỏ. Tốt nhất Giáp Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hãy nhớ kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng việc bạn giữ được bao nhiêu, vì vậy nên tích lũy dần cho tương lai của mình đi nhé. Xét phương diện tình duyên. Được nguyệt lệnh đế vượng ủng hộ, chuyện tình cảm, hạnh phúc gia đình của người tuổi Giáp Dần không có gì đáng lo ngại. Cũng nhờ bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân, vợ chồng dù không có khúc mắc nào quá lớn, nhưng cũng phải tìm cách làm mới tình cảm để duy trì mối quan hệ lâu bền, thỉnh thoảng đổi gió bằng những buổi hẹn, ăn tối cũng là biện pháp thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh, song kết quả cuối cùng có thể không như bạn mong muốn, có người còn rơi vào tình trạng ngày lắm mối tối nằm không, mất nhiều thời gian vô ích cho các mối quan hệ mà cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. Con giáp này ôm mộng tìm đối tượng ưng ý, có lúc tưởng chừng đã tìm được, nhưng sau khoảng thời gian ngắn trò chuyện, phát hiện đôi bên quá khác biệt, sinh tâm lý chán trường, cô đơn. Xét phương diện sức khỏe. Trong tháng 4 năm 2024 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Giáp Dần nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo, nhưng điều đó không có nghĩa bạn được chủ quan, bỏ bê và không chăm sóc cơ thể mình đầy đủ. Bạn nên chú ý ăn uống khoa học, duy trì việc luyện tập đều đặn, đi ngủ đúng giờ, hạn chế thức quá khuya, bởi thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, làm giảm sức đề kháng. Từ đó, dễ bị mắc các bệnh theo mùa, nhất là dân văn phòng, cần chú ý nhiều tới các bộ vị trên cơ thể như cột sống, các khớp chân, tay. Thời gian làm việc lâu khiến chúng bị đau nhức, tê dại, gây cảm giác khó chịu. Về lâu dài, triệu chứng đau nhức sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc và cuộc sống sau này. Và tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 4 âm lịch của người tuổi Giáp Dần. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuần 1, tháng 4 âm lịch 2024. Theo dõi tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Giáp Dần vô cùng nổi trội trong đường sự nghiệp vì có thiên đức nâng đỡ. Phải nói rằng, con giáp này có phước phần rất lớn nên mới có thể tốt số đến vậy, mặc cho bao kẻ ghen ăn tức ở, nhưng đương số vẫn phát triển đều đều, càng bị chê bạn càng may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn hiện thực hóa những dự định của mình. Trời cao có mắt, người sống có phúc thì sẽ có phần. Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, con giáp này bán đắt hàng, dễ kiếm được mối hàng tốt, dễ ký được hợp đồng. Ai muốn mua nhà, mua xe thì nên mua trong tuần này. Chọn ngày tốt mà mua vì tuần này bạn cực kỳ lộc lá, dễ kiếm được tài sản tốt. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên tiết chế cái tôi của mình khi nói chuyện với bạn bè, cha mẹ. Không phải lúc nào bạn cũng đúng, người càng khiêm tốn thì càng được nể. Tử vi tuần 2, tháng 4 âm lịch 2024. Nhờ giải thần nâng đỡ, nên tuần này người tuổi Giáp Dần tránh được rất nhiều tai họa, thị phi, suy nghĩ của bạn cũng thay đổi hơn nhiều so với trước đây. Tuổi này khá thông minh và lanh lợi trong công việc, miệng nói tay làm thoăn thoắt, làm ăn có tâm, hiếm khi thấy họ lờ đờ, ủ rũ. Làm chủ hành vi và cảm xúc trong giao tiếp sẽ giúp bản mệnh mở rộng những mối quan hệ xung quanh, từ đó việc làm ăn cũng thuận lợi hơn, khiến bao người ngưỡng mộ. Đường tiền tài có lên hay không là nhờ cái tâm của bạn, người nào càng nghĩ thiện, làm thiện thì càng làm ra tiền, lộc lá đếm không xuể. Cuối tuần là thời điểm vượng tài nhất của con giáp này, nhờ thiên tài chiếu cố, nhiều người nhận được những khoản tiền tưởng đã mất từ lâu. Tình duyên vẫn có trục trặc, nhưng sẽ sớm được hòa giải nhờ sự giúp đỡ từ người thân, tuổi này hay thương người, cứu người, dễ thu phục được lòng người, nên cũng có khá nhiều bạn bè xã giao, nhờ đó nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn trước. Tử vi tuần 3, tháng 4 âm lịch 2024. Khoảng thời gian sắp tới này không tốt cho tuổi Giáp Dần, vì gặp phải hung tinh thiên hình giáng họa, bản mệnh nên cẩn thận trong mọi việc mình làm. Do tính nóng này nên mọi lời Giáp Dần nói ra đều cần được cân nhắc kỹ, tránh để đối tác hoặc đồng nghiệp hiểu lầm, có những chuyện xui rủi đến mức bạn không ngờ là nó lại đến với mình. Những người đang xa quê làm ăn thì nên hạn chế làm quen người mới, bởi thời gian này kẻ gian thì nhiều mà người tốt thì ít. Nhìn chung, đây không phải là khoảng thời gian vượng lộc cho con giáp này, bạn quá tin người nên hay bị lợi dụng, nhiều người chơi với bạn chỉ vì tiền mà thôi. Tuần mới nên hạn chế sắm sửa hoặc đi ra đường nhiều, vì khả năng cao là bạn sẽ mất tiền cho những chuyện vặt vãnh.
Tình duyên có lúc xuống dốc vì tính khí cao ngạo và nóng nảy của bản mệnh, khiến người ta hoảng sợ. Càng về cuối tuần, mối quan hệ của bản mệnh sẽ càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhờ sự nhẫn nhịn và thấu hiểu, nên nhớ chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, không được nóng vội. Tử vi tuần 4, tháng 4 âm lịch 2024. Tuần này, ngũ quỷ hung tinh sẽ khiến Giáp Dần dễ lầm đường lạc lối, ngồi không cũng gặp phải những chuyện khó đỡ, có điểm bị tiểu nhân quấy phá, thất lạc hàng hóa, cãi cọ với đối tác làm ăn. Bạn là người thông minh, hết lòng vì công việc, nhưng lại dễ bị người ta ghen ghét, bắt bẻ nhau từng chút một. Con giáp này thừa sức để đôi co, nhưng bạn không muốn làm như thế vì bạn không có tính chấp vặt. Đầu tuần Giáp Dần khá vượng tài, nhờ thực thần nâng đỡ, có lộc ăn uống, buôn bán đắt hàng, thu nhập ổn định. Nhưng càng về cuối tuần, bản mệnh càng phải tiêu tốn nhiều tiền cho những chuyện quan trọng, nên hao hụt là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Đường tình cảm ảm đạm, có lẽ do thời tiết thất thường, nên tính cách của bạn cũng khó ưa hơn. Càng trưởng thành, càng đi xa, mới thấu hiểu được tấm lòng bố mẹ. Hãy hạn chế cáu gắt với người thân, cũng vì nhạy cảm quá, nên dễ bị tổn thương bởi những lời nói, việc làm tưởng chừng như rất bình thường của ai đó. Vâng, thưa quý vị, ở tuổi trung niên không phải ai cũng có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Nhưng nếu biết cách sống, cuộc đời sẽ bớt nặng nề, đau khổ. Dưới đây là 8 việc nên làm để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đầu tiên, hãy thôi đắm chìm trong quá khứ. Quá khứ vốn chỉ là quá khứ, dù đau khổ hay hạnh phúc thì điều đó cũng đã qua đi rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn gì để tiếc nữa? Hay còn hoài niệm nhớ thương quá khứ làm gì? Cuộc sống ở hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Trong xã hội và cuộc sống mỗi ngày càng tốt, cũng có tiền để tiêu xài, có dư tiền để tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những công việc mình ưa thích. Vậy nên, các bậc trung niên đừng cứ nhất mực chìm đắm trong những hồi ức của quá khứ. Hãy sống lạc quan, hãy nhìn về tương lai, vì dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi. Thứ hai, ngừng tức giận. Tức giận và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tư mình thêm bực mình, bất an, bất ổn, gây ra mệt mỏi, chuốc thêm bệnh tật vô cớ. Vì sao chúng ta lại không buông bỏ đi? Cuộc sống này vốn đã mong manh, liệu không biết ngày mai sẽ ra sao? Vậy mà chúng ta cứ phải ôm mãi những nỗi bực mình, oán hận vào thân cho thêm mệt. Những sự nóng giận bồng bột của tuổi trẻ đã qua hết rồi. Đến tuổi trung niên, tự bản thân mỗi người cũng đã già dặn, chín chắn và điềm đạm hơn nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách suy nghĩ cho riêng mình rồi. Và chúng ta cũng còn không giống như trước đây. Vậy nên, cứ thoải mái mà sống thôi. Thứ ba, không nên phàn nàn, oán trách. Tục ngữ có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người đều có lúc có những phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải được, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn ca cẩm nhiều quá. Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều đang truyền đi những năng lượng xấu trong lời nói, tin rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn giống như vậy. Thứ bốn, đừng nên ép buộc bất cứ ai. Con cái cũng lớn khôn rồi, chúng có cuộc sống riêng của chúng, tuổi trẻ thường có những cách nhìn, cách sống, ước mơ, hoài bão riêng là bậc cha mẹ. Không thể cứ suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ của mình, đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh hay buộc chúng phải sống cùng. Phải có trách nhiệm phụng dưỡng, phải nghe lời mình, nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì lại tự xem mình là bất hạnh, là cô đơn, cho dù là ở cùng với con cái. Cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng cho đến tối. Thứ năm, ra khỏi nhà và tìm thú vui. Đừng nên lãng phí thời gian quý báu, cuộc sống vốn mong manh, làm việc cả một đời thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do tự tại mà sống. Hay tìm những niềm vui, sở thích của riêng mình. Từ lứa tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu muốn đi du lịch đây đi đó, tìm thú vui trong những trải nghiệm mới mẻ. Họ cần có bạn bè bằng hữu ở chung quanh, có một số thú vui tao nhã. Như vậy, cuộc sống mới thêm phần phong phú, mãn nguyện, thời gian sẽ không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Thứ sáu, thoải mái hơn trong chi tiêu ăn xài. Cả một đời tuổi trẻ sống tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải, khi có tuổi, hãy tự cho mình được cái thú được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn. Đến tuổi này rồi, hãy nên tự đối đãi với bản thân mình tốt hơn một chút, trong phạm vi năng lực của mình. Đừng quá quan tâm một bộ y phục sẽ tốn bao nhiêu tiền, một món ăn đặc sản đắt đỏ, muốn mua gì thì cứ mua, thích ăn thì cứ ăn, muốn mặc gì cứ mặc, muốn đi chơi mà còn đủ sức khỏe thì đừng e ngại đường xa, muốn làm gì thì cứ làm, muốn mua gì thì cứ mua, đừng nên nói, hãy đợi sau này, chờ khi có thời gian,
đợi qua mấy hôm nữa. Thứ bảy, bớt nhúng tay vào chuyện người khác. Đến tuổi trung niên, phần lớn mọi người đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên nhúng tay vào, cũng như cần nên bỏ qua, hãy dành cho con cái có được không gian riêng tư của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng nên sốt sắng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của họ hàng, làng xóm, chuyện thiên hạ, mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Cuối cùng, hạn chế càm ràm, giảm bớt nói nhiều. Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng lắm lời nhiều chuyện, hỏi nhiều, khó tính hay càm ràm, nói rông dài, nên người trẻ rất sợ những người như thế này. Chính vì vậy, người trẻ hay con cháu càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già có lẽ chính vì điều oái âm này vậy. Vâng, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.